Ai cười nghe không cười là sao ta? Mời mọi người uống nước mía. Đây này, nhà bên này. Rồi. Rồi em chưa có kỹ thuật đáp, anh chỉ em kỹ thuật đáp đi. Cắm đầu xuống em. À, chơi. Yo, hey, xin chào bạn, xin chào mọi bạn quay trở lại channel mình là Men đây. Hôm nay là bắt đầu chuyến đi mới ở Sóc Trăng. Đây là lần đầu tiên mình đi chèo sóc ở Sóc Trăng cùng với anh em. Đang ở cái cầu, dưới cái cầu rất là đẹp các bạn. Đây là điểm xuất phát của tụi mình ngày hôm nay. Đây là cuối đường nhà mình luôn. Mình đậu xe ở đây mình xuống thôi. Đây là quá trình chuẩn bị bắt đầu cho chuyến đi. Chào tới con nha. Sao con quay? Đây là quá trình anh em di chuyển xuống. Anh thúng sâu quá. Anh đi vậy? Bye bye. Đây các bạn, đây là một cái nơi, một cái hoạt động khá là quen thuộc nhưng mà ở một cái nơi nó khác biệt hoàn toàn, khác với là những lần trước. Đây là cầu Sông Đinh. Ờ đây bây giờ mình đi hướng này nè. Ủa, đúng rồi, đi hướng nè. Đây là đoạn từ Sông Đinh các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy cái cầu, cầu mới. Thì này Sông Đinh này chắc là chỉ có người Sóc Trăng thì mới biết thôi. Thì khúc này thì những cái cần cẩu này họ sẽ hút cát ở đây. Những cái đoạn này còn rất là đẹp. Anh lại ngang ước chút xíu rồi, anh lưng nữa kìa. Đây là điểm đến của anh em mình. Ê phan phan lại, đừng phóng vậy em. Em phải gài dưới trước. Nhưng mà cẩn thận ở dưới á, đừng em ngã ở dưới nó có chà. Quá wow, nạp cáp. Đồ ăn này dư xiền. Sao mày ai cười nghe không cười là sao ta? Em cười bụng. Thấy không? Mày phải tập trung ra hay là đây giá sữa em. Đây là điểm đáp ngày hôm nay của tụi mình. Một quán mía. Mọi người uống nước mía. Thì ơi, cũng không ngại chia sẻ cô đây là cô ơi, để con chia sẻ như nhân vật chính của con ở đây. Bạn này, nhà bên này. Ê, biết luôn. Vậy là sớm con biết luôn. Thầy bảo an không biểu diễn. Dùng nè anh chỉ cho cầm lực chắc vô, gọng chắc cái tay này vô. thiếu không không đứt cái đầu trên thì mình phải cầm sát như vậy chị, rồi dồn 2-3 lực còn tỉnh táo quá là không được đâu. Ảo ảo gồng thế dùng lực dứt mạnh nữa tiếp luôn nhồi luôn nhồi nhồi. Đấy, hả? Hết chồng nhắc tới vậy. Gài cái phao lại chơi. Chồng nhắc tìm vòng. Xong rồi nhắc gì cỡ đó đó. Lỗi cố tình nữa. Đã bơi xuống đi, nó xin lỗi gì nó bơi ra. Rồi giải bọc răng nó luôn. Bơi ra chiếc xuồng của mình đi. Đi gà gà chân nha anh em ơi. Cẩn thận coi chừng. Miễn. Dạ. À có quăng với con đi con. Rồi. Các bạn bây giờ anh em tụi mình tấp vòng chiếc xà lan. Phải đi nhảy xong. Có phải cái cầu đó là phải có một cái chỗ nào mà mình đu mình thả người xuống mình mới buông á thì nó sẽ đỡ hơn. Tại vì cái người mình nó cũng đã dài 2 mét rồi. Đấy thì nó đỡ hơn. Ở lại đó coi mình mới biết được. Tại vì ví dụ nó có một cái sông này tự nhiên nó cũng cao quá em. Cột với chiếc quay nè. Rồi chiếc 67 này neo luôn đi lên đây ngồi nè. Wow.
Đâu có, lại đây cột nè, anh dễ lên hơn. Bơi lại đây nè, cột vô này giống bơi ăn vậy đó. Anh này nhảy cầu. Lên em lái. Anh em kiên giúp bên đây hết đi. Mình lái xà lan đi luôn. Okay. Xâm nhập thiền bất hợp pháp. Rồi, ở biển là kêu là hải tặc, cái này là gì tặc? Đây là sông tặc. cái này cỡ bao nhiêu mét vậy anh Minh? 4 mét. Vì cầu kia 6 mét là cũng đâu có nhiêu đâu hả? Ừ, nhưng mà lên trên thì nó cao hơn. Cười. Cười. Người ta đánh lái đi không lo, đánh lái rồi nhìn. Đây còn bao lâu nữa tới Bạc Liêu anh? Tính cái. Trời, tính cái. Trả lời được. Chở nhiều mà em. Đây xe chở đá. Anh đã dùng từ ba nhím nè đó, rồi em thôi anh biết rồi sao anh lộn. Tự nhiên em điện chứ. Tự nhiên em điện hả luôn. Lấy nước gì nữa anh. Này phải chuyên nghiệp lắm mới lấy nước được nha. À đây anh làm chuyện nghe em anh. Anh Duy ơi. Tâm. Em xem được luôn nè, quay ngược lại. Quay ngược lại là quay em à. Ừ nhưng mà vẫn xem được, có màn hình sao nữa. Đó. À. Còn. Ê, Bình Minh là thấy hoàng hôn là hướng này, Bình Minh hướng này nè. Sáng đẹp luôn á. Anh em chở vợ đây nướng thịt. Này phải chưa có bé ha. Thì đi nó dễ. Dễ chạy trước em bé. Ba gặp được có bé chưa? Ở lý do. Ông nó trôi qua rồi sao? Cái đó, lúc đó là mình cảm nhận này sợ đó, lúc đó là mình cảm nhận này. Ơi anh em đừng đi ra cạnh cạnh ghê quá kìa. Một quá. Em chưa có kỹ thuật đáp, anh chỉ em kỹ thuật đáp đi. Cắm đầu xuống em. À. Nó chơi nhảy ra nè, nhưng mà ở đây nó sâu lắm, không đến nổi. Cái đó là băng nhưng mà đá. Ở đây nó sâu lắm, băng nổi. Biết chưa biết cái nào dính nào. Vô. Quăng, 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 quăng. Mình đi quăng, mình đi xuống. Dạ anh nằm nghỉ lát quá. Ở đây 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 anh canh cho cái bọc, cái bọc đây. Cái chỗ hả họng đây nha. Nhớ là đừng có ngậm miệng. Nhảy mình hồi nãy bây giờ là nhảy sao ra thôi. Ôi tôi là tôi luôn kìa. Siêu. Thôi bậy bậy. Á ra nè. Rồi. Hai, từng cung ấy. Hai. Ba. Chơi. Lẹ nó tắt máy nữa giờ. 2 3. Chơi ra, nhảy ra rồi chơi. 2 3. Chơi. Quá tuyệt vời, lại lên nhảy lại cái lại ơi. Cái chơi ở đây được thì mới chơi trên cầu được chứ. Đây cầu đây. Ok. Chơi. Uống nước luôn. Đây, sau khi nhảy cầu thì anh em đang lội lại thì chuẩn bị lên. Kết thúc hành trình ngày hôm nay. Rất nhiều trải nghiệm thú vị.
Má nhảy nãy giờ cái đầu chưa lên được nữa. Gọi cái bọc mì đó hồi thành mì nước sông luôn. Cái bọc đen trâu ở ngoài đó kìa. Bọc đó là gì? Cái bọc á, mấy bọc kéo miệng á, trong cái hộp á. Là sao ta? Đó mấy bọc này ni lông giống như cái bọc mà đựng mì đó nãy á. À. Nhỏ 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 để trong cái hộp á. Ở đi. Hai cái như cái mũi nó không một. Ở mà đây có đường đồ xuống ta. Là ông bảo em lấy cái cây, em lấy cái chèo ra đi, em bóng xuống coi cái chèo kế bên á, chèo này nè, rồi lấy cái chèo ra luôn. Chú bạn, chú bạn. Đúng rồi. Trời ơi, vô ngay con này nữa. Đây điểm tập kết. Đây, thợ bảo an kìa. Lên hết luôn rồi đấy. Ok, bạn mình kết thúc chuyến đi của ngày hôm nay. Đây là hành trình của tụi mình ở Sóc Trăng. Rất mong các bạn đã xem hết video của mình. Và nếu như có những góp ý nào đó, các bạn có thể vui lòng comment bên dưới, mình sẽ khắc phục vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.